Xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của em. Lô hôm nay em lên cho anh em 10 con ngắn gọn anh em. Hôm nay có một con có máy đề nha, con Kawasaki ha. Rồi hôm nay bốn con này nói chung là bao đẹp cho anh em nè. Nhìn thấy xuất sắc luôn nha. Con này là con 34 ly chạy lực tum gời luôn. Con này Echo này cũng là chạy lực tum gời luôn. Nay có con máy siêu khỏe luôn nha anh em. Mitsubishi T170 ha, bình xăng trên, tum gời tum lớn luôn nha. Con Magu là hàng tuyệt vời luôn nha anh em. Hàng cực phẩm nha. Ha. Anh em chốt máy thì liên hệ số điện thoại của em 0917414042, số Zalo luôn nha anh em. Kênh của em là cửa hàng Mai Văn Tèo ha. Bên em là bao ship tận nhà, không cần lấy cọc, em được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Kiểm tra hàng là anh em dỡ ra, anh em coi hàng đúng mình chốt không, xong rồi anh em đổ xăng pha nhớt vô, anh em thử tại chỗ luôn, xong thì anh em trả tiền cho người giao hàng, đơn giản mọi thủ tục. Rồi hàng phụ kiện 6 món đi kèm: lưỡi, dây đeo, tiếp tháo bugi, ổ phá cước, lục giác và thêm một cái chắn cỏ ha. Là tổng cộng 6 món đi kèm cho anh em ha. Rồi em vô con đầu tiên là con D1 nha. Anh em chốt máy thì nhớ ký hiệu máy, còn không thì anh em nhớ cái ngày. Ví dụ như ngày hôm nay 4 tây thì anh em nhớ ví dụ như con số 1 nè. Con số 1 ngày 4 tây ha, anh em nhớ đơn giản như hồi. Còn hôm nay muốn đơn giản nữa thì anh em đây là con D1 đó, đơn giản gì đó là anh em chốt hàng. Quá đã anh em ơi, nhỏ gọn nhưng mà tiếng máy phải gọi là cực kỳ bốc luôn ha. Nòng 31 ly 21cc, tiếng máy phải gọi là cực kỳ ngon luôn. Chạy chế hai kim, chế ga ngang, bình xăng là zin nguyên bản nè. Tum gời tum nhôm luôn nha. Em cố gắng cho anh em mình cái đế bảo vệ bình xăng lớn luôn, bằng sắt cực kỳ chắc chắn luôn ha. Công tắc nằm ở đây. Rồi con này ga dữ nha. Láp đầu bò là zin nguyên bản theo máy nè. Con này nặng khoảng 3,5 kg thôi nha anh em, 3,5 kg 4 kg thôi. Nhưng mà tiếng máy phải gọi là cực kỳ ngon luôn ha. Rồi D1 giá 1,3 triệu, anh em nào mà xài, anh em xài gia đình lấy cho anh em con này cũng ngon đó nè. Con này là nhôm hết trơn luôn anh em, không có sợ bị bể, không có sợ bị vỡ ha. Rồi qua con D2, con này là con có đề nha anh em. Rồi nòng 30 ly ha, 20cc, nhỏ gọn xài gia đình cực kỳ phù hợp luôn. Bình xăng hỏng rồi anh em ha, đảm bảo cho anh em là bình xăng không đụng đất ha, tránh bị vỡ bình xăng hay là bị chảy xước. Con này phía trước này nó hơi bị mẻ xíu nha, anh em lưu ý giùm em cái chỗ này để anh em mình chốt hàng nhận hàng cho nó dễ. Chạy chế hai kim ga ngang, đời được thì giật nó vẫn được bình thường anh em. Đợt giật là cái nguyên thủy, cái nguyên cổ là cái cổ xưa của nó rồi. Là máy nào khởi động thì cũng phải có cái chập giật. Nhưng mà con này nó cao cấp hơn là nó có thêm cái bộ đề. Là anh em chỉ cần mình khởi động thì chỉ cần một ngón tay thôi là máy đã chạy rồi, không cần phải dùng rất nhiều luôn. Cực kỳ êm máy luôn. Chị em phụ nữ ở nhà xài mấy con này phải gọi là cực kỳ ngon luôn ha. Con này là tum gời tum nhôm luôn. Nó có cái đế bảo vệ bugi luôn nha anh em. Cái đế bảo vệ bình xăng và một cái đế bảo vệ bugi khi mà em lật ngược lại mình gắn lưỡi này kia đó. Hay là cái chân này cũng khá là hay nè. Rồi máy đề thì em sẽ tặng kèm cho anh em thêm là một cục pin và một cục sạc nha. Anh em lưu ý ha. Con này xài ra bóp, lắp đầu bò là zin nguyên bản nè. Rồi anh em nhớ nha. Đây là có cái lỗ sạc nè. Anh em có tặng thêm cái cục sạc cho anh em đó. Hàng xài anh em hết pin thì anh em chỉ cần ghim vô anh em sạc như sạc điện thoại đó. Rồi hàng có đề thì em sẽ tặng kèm thêm 2 món thì tính ra là 8 món nha anh em. D2 giá 1,9 triệu nha. D3 con này là con Gobin ha. Rồi con này nòng 34 ly nha anh em, nó 26cc nha. Ha, chụp giật con này là giật bình thường không có gì hết. Bình xăng zin nguyên bản nha. Không đổ xăng là hỏng cổ cao nè, chạy chế ga ngang chế qua ngồ. Đặc biệt con máy là tum gời nha anh em. Anh em mình có thể tháo bằng cái sạc thuốc luôn. Mấy con này anh em chạy mà cái ti mà ti cái bơm ti đấy ha là chạy phải gọi là cực kỳ ngon luôn. Cái ống cần 6 lỗ hay gọi là 6 mét đó là sạch ngon lành cành đào luôn, nhỏ gọn.
con này công tắc là bên hông nha, on off cho mình nè, đầy đủ nè anh em, nhớ lưu ý nha khi thử hàng đó. Con này xài ra giữ nha, lắp đầu bò trắng cỏ là zin nguyên bản theo máy nè. Con này nó có cộng dây đeo luôn nha anh em, thay cái đeo quấn theo máy nè, là zin toàn bộ luôn, mà được cái tum gời nữa ha, nhỏ gọn vậy thôi chứ công suất khá là lớn luôn đó anh em, mình xịt thuốc là vô tư luôn, tum nhỏ nha. D3 giá 1.750.000 ha. D4 là con Makita nha anh em. Rồi con này nòng 34 ly 26cc, chụp giật trợ lực nha anh em. Bình xăng zin nguyên bản nè, hộng đổ xăng là hộng cổ cao nha. Con này chạy chế là le đỏ tự động nha. Anh em mình chỉ cần đóng e mình lên nha là tự động e nó nhảy về cho mình luôn ha. Tâm liền nha anh em. Công tắc nằm ở đây ha. Con này xài ga giữ nha. Láp đầu bò trắng cỏ là zin nguyên bản theo máy luôn nè. Con này là được cái là dàn áo đẹp cái nè nghe anh em. Dàn áo đẹp nè, chụp giật trợ lực nè, chạy chế le đỏ nữa thì phải gọi là cực kỳ ngon luôn. D4 giá 1.800.000 nha. D5 cũng là Gobin luôn nha anh em. Rồi con này nòng 34 ly 26cc, chụp giật trợ lực có dây thiều luôn nha anh em. Nhìn cái ổ bộ bự nè, là trong này nó có cái cọng dây thiều đó, giật nhẹ nhàng ha, chụp giật còn chữ made in Japan luôn nè. Bình xăng là zin nguyên bản nha, chạy chế ga ngang, chế quanh gồ ha. Đặc biệt con này là tum nhôm nha, cực kỳ chắc chắn luôn. Công tắc nằm ở đây. Con này xài ga giữ nha, lắp đầu bò trắng cỏ zin nguyên bản theo máy luôn nè. Công tắc nằm ở đây nha anh em, công tắc zin luôn ha. D5 giá 1.850.000. Con này áo màu vàng cũng khá là sáng luôn. D6 là con Kubota ha. Rồi con này nòng 34 ly anh em, 26cc, chụp giật trợ lực có dây thiều luôn, chạy chế hai kim ga ngang nha. Đặc biệt của con máy này là trong lốc nó có chữ made in Japan ha. Bình xăng là zin nguyên bản nè, có cái đế bộ về bình xăng lớn nó dòng từ trước ra sau cho mình luôn. Đặc biệt khi một cái là con này là tum gời tum nhôm cho anh em mình luôn. Con này là gắn xịt thuốc cũng phù hợp luôn anh em, cũng vừa luôn đó. Rồi con này hiện tại là tay đơn thì ngày mai em sẽ thay qua cho anh em mình tay đôi luôn. Láp đầu bò là trắng cỏ zin nguyên bản nè, trên cái láp là có chữ Kubota luôn, trắng cỏ là màu xanh nước biển luôn nha. Đầu bò zin nó có chén úp cực chống xoắn cỏ luôn ha, đầy đủ combo cho anh em mình hết luôn đó. Rồi D6 giá 2.000.000 nha anh em. D7 là con Genos nha, dòng này là dòng cơm Matsu ha. Con này nòng 34 ly nha anh em, 26cc, chụp giật trợ lực cho mình luôn nè. Chụp giật nó còn chữ mít trên da băng luôn, zin nguyên bản nha. Bình xăng cũng là zin nè, chạy chế quanh gồ, chế ga ngang. Đặc biệt con này chạy chế le tự động nha. Anh em mình gạt ngang là đóng le nè, lên ga thì tự động e nó nhảy về cho mình luôn ha. Dòng này dòng buggy đứng nha anh em. Con này cũng là tum gời, tum nhôm, anh em gắn xịt thuốc cũng được luôn nha. Mấy cái tum nhỏ vừa vừa nè, anh em gắn vừa vừa hết luôn á, khỏi cần phải chế cháo gì hết. Rồi con này xài ra bóp, lắp đầu bò là zin nguyên bản, trắng cỏ là zin luôn nha anh em. Zin con này zin hết luôn nha, zin 100% luôn. D7 giá 1.700.000 nha. D8 là con Yanma, dòng này dòng Echo nha anh em.
Rồi con này nòng 34 ly ha, 26cc, chụp giật trợ lực có giới thiệu nè, ổ bự này giống như con Kubota với con Gubin nãy đó anh em. Con này cũng vậy luôn nè, ha, là cái ổ bự bự anh em thấy có hiệp một khớp đó, là nó có cái cộng giới thiệu ở trong đó ha. Bình xăng là zin nguyên bản nha, cũng có cái đế bảo vệ bình xăng lớn bằng sắt cho anh em mình luôn nè, dòng từ trước ra sau luôn. Con này chạy chế zin, cái chỗ bơm xăng phụ nằm phía trước đây nghe anh em, cực kỳ dễ bơm luôn. Con này là tum gời tum nhôm luôn, dòng micro này chạy khá là bền luôn ha. Công tắc nằm lên trên lắp nha. Rồi con này xài ga bóp ha, lắp đầu bò là zin nguyên bản theo máy cho anh em mình luôn nè. Rồi D8 giá 2,1 triệu nghe anh em, chạy con này cũng khá là ngon á. D9 là con Mitsu ha, T170. Con này nòng 37 ly nghe anh em, 33cc, tiếng máy phải gọi là cực kỳ khủng khiếp luôn. Con này thì anh em mình có nhu cầu cần cắt cỏ nè, cứng nè, có dày, hoặc là anh em nào chuyên cắt cước không đó thì anh em cần công suất lớn nè, hoặc là anh em mình có thể gắn cái đầu xế đất cũng được, hoặc là anh em mình tháo cái đầu máy mình chế xe hoặc là chế xuồng này kia chạy cũng được, do con này công suất nó khỏe nó lớn ha. Con này là bình xăng trên nữa nghe anh em, do vậy là con máy gì cực kỳ khỏe luôn, phù hợp cho anh em mình làm những công việc nặng. À, những công việc mà đòi hỏi con máy phải cần công suất lớn đó. Rồi con này là tum gời tum nhôm tum lớn luôn nghe anh em ha, cái gì cũng lớn hết, công tắc nằm ở đây ha. Rồi con này là xài cái ga bóp nghe anh em. Rồi lắp đầu bò là zin nguyên bản theo máy cho anh em mình luôn ha. D9 giá 2,4 triệu, gắn xe đắt cũng được luôn ha. Cuối cùng là con D10, con này là con Magubalo nghe anh em, siêu phẩm nha. Do chập giật con này là có trợ lực nha. Bình xăng zin nguyên bản còn trắng tinh luôn nha anh em. Trong lốc có mắt in da băng luôn. Áo màu nâu nha anh em. Ha, còn mới cực kỳ luôn nha. Tum gời tum nhôm luôn. Đây. Cực kỳ đẹp luôn nha anh em, cực kỳ xuất sắc luôn. Quá đẹp. Còn tem cho mình luôn nè. Chạy chế ga ngang chế quanh gồ ha. Con này là xài ga giữ, công tắc trên lắp ha, một tay, lắp đầu bò trắng cỏ zin nguyên bản luôn nha anh em. Con này có chụp giật kia cho cái chỗ mà nó kéo dây cũng khá là đẹp nè. Khá là cầu kỳ luôn ha. Rồi D10 giá 2,1 triệu nha. Rồi anh em mình chốt máy thì liên hệ số điện thoại của em ha. Chào tất cả anh em.